Rồi, hello. Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị nha, các anh em bẫy chim trên mọi miền đất nước. Đầu video rồi, dạng cũng xin chúc sức khỏe các cô chú anh chị, các anh em bẫy chim trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe. Rồi, hôm nay mình đi bẫy cua ngói giấc chiều nha. Đây đi với cha con cu Lì. Cô Lì nè. Xin chào bà cô chú anh chị nha. Cô Lì là con của tiếng chim quê lóc nha. Hơi tối quá ta, sao thấy tối quá vậy? Chả nắng nha các cô chú anh chị. Thì buổi chiều hôm nay dạng quay clip. Bây giờ cu nó đang về nha các cô chú anh chị ơi. Đó, nó đang về. Xe vô. Bầy cu này cũng đông lắm nha các cô chú anh chị. Để chừng nào rớt chẹn quýnh dạng quay cho các cô chú anh chị xem nha. Bây giờ nó cũng trễ rồi, 2 giờ mấy rồi. Không biết sao đây. Thì bầy cu này nó ăn ở ngoài kia kìa, bị mấy cắt đó, nó mới dạt vô trong cái gốc này, nó có một lỗ sập sát bờ luôn nghe các cô chú anh chị. Đơn giản. Chết nó xuống nào. Nó có một lỗ sập sát bờ luôn rồi, dạng chảy dựa một cánh lưới vô bờ, dạng dán một đường lúa, dạng chảy. Dán úp cái xuống, úp xuống luôn. Rồi chừng nào dạng quýnh dạng quay cho các cô chú anh chị xem, giờ nó lạng dữ lắm rồi.
Ôi trời, gãy camera luôn, lì làm hết thấy luôn rồi. Quýnh này các cô chú anh chị ơi. Hả? Trời ơi. Quýnh này, lấy lọng. Đầy cái lỗ luôn các cô chú anh chị ơi. Quá rồi. Đây nè. Đầy cái lỗ luôn nha. Đó. Đầy nhóc cái lỗ luôn. Quá trời. Đầy nhóc cái lỗ luôn nha. Chét đầy nhóc luôn, 80-90 con vậy á. Rồi giờ mình gác máy mình gỡ các cô chú anh chị ơi, nó chui tùm lum hết trơn à, chui ra quá trời chui rồi. Gác máy mình gỡ nghe các cô chú anh chị, hở bụng nó chui quá. Đây các cô chú anh chị ơi, bữa nay mình đi vòng vòng gặp em Tiến nha, hai anh em bữa nay quýnh chung, gặp cái bầy cu này quýnh chung một bữa đây nè. Đó quá. Đây là các cô chú anh chị, không còn chỗ nào đứng luôn nha, quá chí à. Tại hồi nãy quýnh ngã camera ngã camera, cô ghê cô lì, nó tưởng đâu mình quýnh không nổi đó, nó phụ thêm cái nữa. Cô lì phụ thêm cái gã camera nghe các cô chú anh chị. Đó. À, cứng luôn rồi. Rồi chín mấy em gì đó, 90 chín mấy em gì đó các cô chú anh chị ơi. Đây, tiếng chim quay lóc. Đó. Đây cho quấn cho lì. Bữa nay hai anh em đụng cái bài lửa này sống lại luôn rồi nghe các cô chú anh chị. Đó, giờ sống lại rồi. Bây giờ thôi tối rồi, trời cũng tối rồi nha. Mình quýnh dựa lúa đó không có hư hao gì đâu nghe các cô chú anh chị. Một tay ở trên đường bờ, một tay ở dưới. Dán đường ngon lành cành đào. Đó. Nói chung là sao mà hên thiệt, nó sập giữa, nó sập kế bên bờ luôn rồi, đúng hên nha các cô chú anh chị. Hên quýnh ngã camera luôn, không biết thấy rõ không nữa. Nó kết thúc video đây luôn nha các cô chú anh chị ơi. Nếu mà xem video của Dạng cũng ủng hộ mấy anh em mình nha. Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Mình thì Trương Hùng quay lóc, Tiếng Chim quay lóc, cũng là ba anh em. Thôi các cô chú anh chị cũng ủng hộ ba hai anh em nói với mình luôn. Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại các cô chú anh chị video tiếp theo nha.